Nhìn cho kỹ nè. Đó, sức mạnh siêu dân hồng thủy băng giá. Bây giờ mới đến màn chính đây. Chém. Mẹ, giỏi quá. Đúng là khen mà. Tuyết kìa. Nghĩ ra cả món quà tuyệt vời như thế này, đúng là mình quá siêu. Thầy Bu, còn lại nhờ thầy nhé. Đã nói thầy là tuần lộc mà. Tuyệt vời. Thầy đi đây. Mọi người cạn ly đi nào. Chúc mừng Giáng sinh.